về Cao Lãnh, Đồng Tháp, ghé thăm mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Khu di tích mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc được khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 1975 và khánh thành vào tháng 12 năm 1977. Với diện tích 3,6 hectare, khu di tích được chia thành 3 khu vực chính, bao gồm khu lăng mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, nhà sàn Bác Hồ và ao sen. Ngôi mộ cụ phó bản quay về hướng đông, có mái hình cánh sen, cách điệu giống hình dáng bàn tay xòe úp xuống. Trên mái đắp nổi tượng 9 con rồng, tượng trưng cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long luôn che chở và bảo vệ ngôi mộ người chí sĩ yêu nước. Mộ được ốp bằng đá hoa cương, nền mộ bằng đá mài hình lục giác không đều, mở rộng dành ra hai bên và phía trước. Trên mộ có một đỉnh trầm bằng đá ngũ hành sơn, ngày đêm khói hương thơm ngát. Khuôn viên lăng mộ có nhiều loại cây cảnh, hoa trái quý hiếm được bà con khắp cả nước mang về trồng lưu niệm. Đặc biệt là cây khế gần 300 tuổi, nằm trên phần trái mộ, và cây hộp sơn 300 tuổi nằm bên phải của mộ. Phía trước mộ là ao sen hình ngôi sao năm cánh, chính giữa sừng sững một đài sen trắng, cách điệu cao gần 7 mét, tượng trưng cho cuộc đời thanh bạch, lương tâm trong sáng của phụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, và đó cũng là biểu tượng cho quê hương Đồng Tháp. Bên trong vòng mộ được phủ bằng một cánh sen úp xuống để che nắng, che mưa. Trên những cánh sen này tạc hình 9 đầu rồng, biểu tượng cho dân tộc Việt Nam là con rồng cháu tiên. Theo truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, đồng thời nói lên niềm tự hào to lớn của đồng bào vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt là sắc thái riêng của nhân dân Đồng Tháp với cánh sen, tháp 10 đẹp nhất bông sen đã quyết tâm gìn giữ, tôn tạo ngôi mộ cụ an toàn cho đến ngày hôm nay. Cạnh đấy, một ngôi nhà truyền thống được dựng nên. Bên trong có những dấu ấn về cuộc đời hoạt động của cụ phó bản, được tái hiện với những kỷ vật trong chủ đề Kỷ vật của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, nhằm giới thiệu thân thế, sự nghiệp cụ phó bản với nhiều hình ảnh, tư liệu mang tính khoa học và những chi tiết đầy đủ về lý lịch, gia đình cụ, nhất là căn cứ Nhất Triều Đăng Khoa Lục, xác minh rõ cụ thi đỗ phó bản năm Thành Thái thứ 16. Cụ vào Huế làm tri huyện từ tháng 10 năm 1909 đến tháng 1 năm 1910. Cụ trở lại vào Sài Gòn năm 1911 và đến năm 1920. Cụ quay về Phan Thiết đến năm 1923. Sau thời gian này, cụ đến Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang, rồi di chuyển nhiều lần trong tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc, trú ngụ tại chùa Dòng Thành, Tân Châu, rồi đến Sa Đéc, và cuối cùng cư trú tại Cao Lãnh và mất năm Kỷ Thị, ngày 26 tháng 1 năm 1929. Cụ được an táng cách thị xã Cao Lãnh non một cây số theo tỉnh lộ 23.